Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mr. Zero, bóng đá vui nhộn. Messi khiến các cầu thủ cảm thấy bất lực. Messi từng có bài phỏng vấn đá xoáy Ronaldo. Tôi biết mình là siêu sao hàng đầu nên không cần phải khoe khoang như ai đó. Messi ám chỉ Ronaldo hay khoe khoang thành tích bằng cách nói rằng anh không cần khoe khoang những thành công cá nhân vì biết rằng mình là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Cuộc tranh luận xem ai giỏi hơn giữa Ronaldo và Messi đã kéo dài nhiều năm nay, trong khi hai siêu sao đều đạt được những thành công nổi bật trong sự nghiệp. Và bây giờ, hãy cùng chúng mình xem các cầu thủ khác cảm thấy bất lực thế nào khi đối đầu với Messi nhé. Đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho kênh của Mr. Zero nào. Tạm biệt. Việc Messi ghi bàn hay kiến tạo từ trận này qua trận khác có lẽ đã là một kịch bản quá đỗi quen thuộc trong suốt hơn một thập kỷ đã qua, và nó khiến anh trở thành một nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ. Mọi hậu vệ đấu phương luôn phải dành cho Messi một sự quan tâm đặc biệt, bởi ngay khi cả đứng yên, số 10 vẫn có thể tạo ra mối nguy hiểm. Sở hữu kỹ thuật, tốc độ cũng như là tư duy tuyệt đỉnh, ngôi sao người Argentina đã có những pha đi bóng như làm nhục đối phương khiến họ khó lòng truy cản. Theo kể Messi là việc không hề đơn giản, vì vậy các đối thủ của Barca luôn cắt cử 3-4 người để chăm sóc M10, được tận tình chu đáo hơn. Thế nhưng, dù có vây hãm như thế nào thì số 10 bên phía Barca vẫn có thể tìm lối đi riêng cho mình. Anh nhẹ nhàng lách qua mọi đường cản của các cầu thủ Betis sau một loạt những đòn tấn công liên tiếp, cứ tưởng rằng M10 đã ngã lăn ra. Nhưng không, bóng vẫn lăn đều trên chân anh như có lực hút kỳ bí nào vậy. Kèm một còn chưa có tác dụng, vậy mà anh chàng này lại đeo bám Messi một thân một mình. Hỏi sao không hết lần này đến lần khác, anh bị La Buga làm cho mang nhục. Không rõ là mặt sân quá trơn hay do Messi bỏ cua quá khét mà đối thủ của anh suýt phải nằm ra đo sân. Sau một hồi vật vã, cuối cùng anh cũng đã chịu bỏ cuộc, nhìn theo bất lực vì chẳng thể làm gì được. Không chỉ làm ảo thuật với trái bóng, La Buga dường như có thể làm phép với những cầu thủ đối đầu với mình. Bằng chứng là bất cứ ai lao tới hòng đoạt bóng với anh đều tự khắc bị đốn cho lăn quay ra trên sân. Mà rõ ràng thì M10 có tác động gì đâu nhỉ? Nếu không phải phép thuật thì còn lời giải thích nào thỏa đáng hơn bây giờ? Với cầu thủ áo sọc này, dường như răng lạc đã trở thành đam mê. Anh chàng chăm chú đảo chân đến nỗi bỏ quên luôn bóng phía sau, và dĩ nhiên là quên cả Messi nữa. Dĩ nhiên mà M10 không bỏ lỡ cơ hội dâng bóng ngon ăn như thế này rồi. Thế mới thấy, đôi khi cầu thủ cũng không bằng tranh thủ. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Bonsco khẳng định bắt chết Lionel Messi là điều không thể. Không phải tự dưng mà một trong những bộ óc tài năng nhất mà Man United từng sở hữu dành lời khen có cánh như vậy cho một cầu thủ tầm thường. Sở dĩ như vậy là vì huyền thoại người Anh không ít lần nhận trái đắng trước hậu bối người Argentina. Từ người hâm mộ tới các chuyên gia bóng đá, tất cả đều ngã mũ trước màn trình diễn tuyệt vời của Messi trong cuộc tiếp đón Man City. Số 10 bên phía Barca gây nên rất nhiều khó khăn cho mọi đội bóng. Có lẽ là vì siêu sao người Argentina sở hữu hai bộ não, một trên đầu và một nằm ở bên chân trái. Lần này là nạn nhân của anh chính là Mino bên phía Man City. Muốn không bị Messi sâu kim, các hậu vệ đối phương chỉ còn cách quấn chặt hai chân vào nhau.
Không phải đợi đến bây giờ mà khi còn khoác áo số 19, Messi đã sớm bộc lộ những kỹ thuật đỉnh cao của mình. La Buga đã có lần khiến cả cầu trường như nổ tung vì pha xử lý hết sức đẳng cấp. Anh nhảy lên để bóng bằng ngực trước khi loại bỏ đối phương đang lao tới bằng một pha tân bóng qua đầu. Còn cái kết nào cho cầu thủ áo trắng thì có lẽ là ai cũng biết rồi đấy. Không chỉ hậu vệ mà ngay cả các tiền đạo cũng chịu tình cảnh tương tự khi đối đầu với Lionel Messi trên sân cỏ. Zeljak trong tình huống này đã lăn xả, lao cả thân mình nhưng tiếc là anh lại chậm hơn M10 một nhịp. Vậy là vừa không thể giành lại bóng, lại còn bị cho Eche trên mặt cỏ. Trong một tình huống nỗ lực ngăn cản Messi, cầu thủ này đã bị ngôi sao người Argentina quay như chóng chóng và ngã dúi dụi với những pha đảo người mang thương hiệu của M10. Cần phải nói rằng anh ta đã cố gắng ép sát nhất có thể nhưng vẫn không thể nào lấy được bóng từ chân của Messi. M10 được giới cầu thủ ưu ái đặt cho biệt danh là chuyên gia làm bể mặt đồng nghiệp. Nạn nhân lần này là Jerome Boateng. Anh đã có pha đi bóng lắc léo khiến Boateng ngã nhào rồi sau đó tân bóng qua đầu thủ thành xuất sắc bậc nhất thế giới như Neuer. Một pha bóng quá đẳng cấp của Ebuga khiến cho cả cầu trường Camp Nou phải bùng nổ. Lại là một pha tranh chấp quyết liệt nữa của Lionel Messi. Cứ tưởng rằng là chỉ lấy bóng khỏi chân anh mới khó, hóa ra bị anh đeo bám cũng không hề dễ thở chút nào. Cầu thủ phía Chelsea phải xoay sở cực lực để tránh khỏi cái đuôi của Messi, đến nỗi cổ động viên cứ ngỡ là hai anh chàng này sẽ lao vào tận nhau. Một pha bóng không chỉ cho thấy sự kỹ thuật mà còn cho thấy cả tinh thần máu lửa của ngôi sao bên phía Barcelona. Ở một góc rất hẹp, nhưng siêu sao Messi cũng đã biến thủ môn Carlos Lambe của Bolivia thành trò hề khi sâu kim đầy ngẫu hứng. Đáng tiếc ở pha bắn xuống trước đó, Messi đã bị trọng tài biên phất cờ báo việt vị. Nếu Messi không việt vị, chắc chắn anh đã có một pha ghi bàn đầy ấn tượng. Các bạn vừa cùng chúng tôi chiêm ngưỡng lại những khoảnh khắc khi Messi khiến các cầu thủ khác cảm thấy bất lực. Pha bóng nào để lại cho bạn nhiều ấn tượng nhất? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào thú vị từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!